Lacoste, hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Với điểm số thấp nhất, hai thí sinh Lục Hoa và Quỳnh Anh đã phải nói lời chia tay với tỏa sáng ước mơ. Bốn thí sinh còn lại bao gồm Huy Hoàng, Mai Anh, Trọng Bằng, Viết Đồng. Với tài năng, nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng khả năng biến hóa đa dạng trong từng tiết mục, các bạn sẽ thể hiện như thế nào để tạo nên ấn tượng trong lòng ban giám khảo cùng quý vị khán giả? Những bất ngờ nào sẽ được hé mở và chiếc cúp quán quân giành giá sẽ thuộc về ai? Ngay bây giờ, hãy cùng chờ đón sự xuất hiện của người kết nối MC Hoàng Trapper. Kính thưa quý vị, MC Hoàng Trapper xin đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, được phát sóng vào lúc 21 giờ trên kênh HTV9 với sự đồng hành của nhãn hàng Sacoste, vali, ba lô, túi xách cao cấp thương hiệu Mỹ và sự đồng hành của các đơn vị tài trợ quà tặng hệ thống nhà hàng chay Bà Xã, thương hiệu mỹ phẩm Tananto, công ty cổ phần thời trang Chiro. Kính thưa quý vị, đêm nay sẽ là một đêm rất quan trọng của top 4 thí sinh xuất sắc nhất cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Với đêm chung kết xếp hạng này, sau khi trải qua những vòng thi với những chủ đề cực kỳ hấp dẫn và các thí sinh đã thể hiện được tài năng của chính mình, thì đêm nay sẽ là cơ hội để chúng ta tìm thấy được quán quân của cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Xin kính chúc cho 4 thí sinh ngày hôm nay có được vinh dự góp mặt vào đêm thi chung kết này, đó chính là Mai Anh, Viết Đồng, Trọng Bằng và Huy Hoàng, sẽ tận dụng được tất cả những sở trường và bản lĩnh của chính mình, giữ vững được phong độ trong giọng hát cũng như phong cách trình diễn để chúng ta có được tình cảm đến từ 3 vị giám khảo ngày hôm nay. Xin mời! Xin được chào đón các giám khảo nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca sĩ Nguyễn Hải Yến và ca sĩ Lâm Hùng. Xin chào các anh chị. Bây giờ sẽ là đôi chút cảm xúc của các giám khảo khi đồng hành với các thí sinh và đặc biệt là chặng cuối này. Xin mời anh Nguyễn Văn Trung ạ. Đã đồng hành cùng với các thí sinh từ số đầu tiên đến bây giờ, chúng rất là vui khi mà nhìn thấy được sự tiến bộ, sự trưởng thành cũng như là tự hoàn thiện bản thân mình của các bạn. 4 bạn có mặt trong vòng chung kết ngày hôm nay hoàn toàn là xứng đáng, và chúng hy vọng rằng đối với các bạn đã không còn tiếp tục đồng hành với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 thì bản thân các bạn cũng đã góp nhặt cho mình được nhiều kinh nghiệm và có được cho mình nhiều kỷ niệm thật là đẹp bên các bạn bè, bên các đồng đội và các anh chị em của mình. Xin chúc tất cả các bạn, nhất là 4 thí sinh ngày hôm nay, sẽ tiếp tục tự tin và thể hiện hết những cái khả năng của mình để chạm đến tỏa sáng ước mơ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung rất nhiều. Và kính thưa quý vị, đêm nay giám khảo ca sĩ Nguyễn Hải Yến chắc chắn là giám khảo hạnh phúc nhất bởi vì chị được đồng hành với Tỏa Sáng Ước Mơ cả 2 mùa và đặc biệt là trong đêm quan trọng cuối cùng là đêm chung kết. Hải Yến xin gửi lời chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trên truyền hình, quý vị khán giả tại trường quay. Em chào anh Hoàng, chào hai vị giám khảo bên cạnh và chào tất cả mọi người, chào các thí sinh ạ. Ngày hôm nay Yến rất là vinh dự khi mình lại được tiếp tục một lần nữa ngồi tại ghế giám khảo của đêm chung kết Tỏa Sáng Ước Mơ. Sân khấu Tỏa Sáng Ước Mơ là một sự khởi đầu thực sự rất hấp dẫn, thực sự nó là một cái đòn bẩy rất tốt cho các bạn sau này. Đây chỉ là những bước đầu tiên và Yến hy vọng rằng là các bạn sẽ tô điểm, gọt vẽ lên bước đầu tiên đẹp nhất trong hành trình âm nhạc của các bạn. Chúc các bạn thật sự may mắn. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Hải Yến rất nhiều. Và bây giờ sẽ là đôi lời chúc cũng như là nhắn nhủ của giám khảo Lâm Hùng ạ. Xin mời anh. Lời đầu tiên cho Lâm Hùng xin gửi đến quý vị thân thương đang xem chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 của quý nhà tài trợ và ban tổ chức. Chắc có lẽ là Lâm Hùng xin cảm ơn quý vị, cảm ơn ban tổ chức đã cho Lâm Hùng được góp mặt với vai trò ban giám khảo cùng hai vị ban giám khảo ở đây. Với Lâm Hùng thì ngày hôm nay các bạn có lẽ ai cũng đã hay hết rồi. Nhưng mà hay như thế nào thì một chút nữa lên sân khấu rồi các bạn thể hiện mình bằng những bài hát, những ca khúc của mình. Đó mới là cái bản lĩnh của mình trên sân khấu. Mong rằng một ngày gần đây Lâm Hùng cũng sẽ được gặp các bạn ở một sân khấu nào đó, một chương trình nào đó. Chúng ta là đồng nghiệp và ngày hôm nay Lâm Hùng xin chúc chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ cũng như chúc cho tất cả thí sinh tỏa sáng. Xin cảm ơn giám khảo Lâm Hùng rất nhiều. Kính thưa quý vị, để cho tất cả các thí sinh trong Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai được tỏa sáng với tài năng và sở trường của chính mình, chúng tôi rất cần sự rèn luyện, tập luyện rất là chăm chỉ và sự đồng hành của giám đốc âm nhạc Thanh Lan. Xin mời chị tiến lên sân khấu.
Xin cảm ơn thời gian qua, giám đốc âm nhạc Thanh Lan đã dành thời gian huấn luyện cho tất cả các thí sinh tận dụng được tất cả những sở trường trong giọng hát của mình và thật sự bản lĩnh và tỏa sáng trên sân khấu. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ sẽ là tình cảm của các thí sinh trong đêm chung kết ngày hôm nay bằng những bó hoa tươi thắm dành tặng cho ban giám khảo và giám đốc âm nhạc. Xin mời các bạn. Và bây giờ thì bốn thí sinh tài năng của đêm thi chung kết xếp hạng sẽ tiến lên sân khấu để tặng hoa cảm ơn đến ban giám khảo và giám đốc âm nhạc của cuộc thi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn ban giám khảo, xin cảm ơn giám đốc âm nhạc. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta quay trở lại với vị trí danh dự của mình. Và ngay sau đây sẽ là những tình cảm đặc biệt mà chương trình cũng như các thí sinh xin được gửi lời cảm ơn đến quý đơn vị đồng hành và các nhà tài trợ. Về phía đơn vị sản xuất, chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, giám đốc truyền thông công ty Truyền thông Bi. Về phía nhà tài trợ chính, chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Lê Văn Phúc, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Sacos. Về phía đơn vị tài trợ quà tặng, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hồ Hoàng Thám, giám đốc điều hành hệ thống nhà hàng chay Bà Xã. Và trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giám đốc nhãn hàng thời trang Chiro sẽ tiến lên sân khấu để nhận hoa cảm ơn đến từ các thí sinh tài năng của chúng tôi. Và xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho nhà sản xuất và quý đơn vị tài trợ của chúng tôi. Xin rộng cảm ơn quý đại biểu rất nhiều. Xin mời quý vị chúng ta quay trở lại với vị trí danh dự của mình. Quý vị thân mến, trong đêm chung kết ngày hôm nay với 60% tùy thuộc vào chất giọng của mỗi thí sinh, 30% số điểm tiếp theo sẽ tùy thuộc vào mặt cảm xúc và phong cách trình diễn của các bạn. Và 10% còn lại sẽ là phần trang phục cũng như stylist thật là ấn tượng trong đêm nay. Và đương nhiên với 100% số điểm mà ban giám khảo dành tặng cho từng thí sinh, chúng tôi đón chờ sự công tâm nhất đến từ ba vị giám khảo ngày hôm nay, đó chính là ca sĩ Lâm Hùng, ca sĩ Nguyễn Hải Yến và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và bây giờ, quý vị đại biểu đã sẵn sàng, ban giám khảo đã sẵn sàng, quý vị đã sẵn sàng cho đêm chung kết chưa nào? Chúng ta hãy bắt đầu đêm thi chung kết ngày hôm nay với sự xuất hiện của thí sinh Huy Hoàng. Lời đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai, anh Hoàng và cũng như ba vị ban giám khảo. Cảm xúc của em hiện tại rất là bồi hồi khi mà mình chiêm nghiệm lại những khoảng thời gian mà mình đã gắn bó cùng với tất cả các bạn thí sinh ngay từ đầu chương trình và đến thời điểm hiện tại. Đó là chung kết rồi thì chắc chắn là cảm xúc rất là khó tả. Dạ vâng, và hãy để những cảm xúc đó thật nhất có thể với bài hát tên gì? Và trong vòng chung kết lần này thì em đã lựa chọn một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, ca khúc Đất Nước. Một ca khúc rất ý nghĩa cho đêm thi chung kết ngày hôm nay. Xin mời quý vị vỗ tay thật lớn hơn nữa để cổ vũ cho Huy Hoàng. Khi mà được biết mình đã đặt một chân vào vòng chung kết thì cảm xúc hiện tại của Huy Hoàng cũng là rất là lẫn lộn. Vui có, buồn có, hạnh phúc có. Mình hạnh phúc vì mình đã dám thể hiện những cái khuyết điểm của mình mà trước giờ mình chưa hề thử sức với những vũ đạo trên sân khấu chẳng hạn. Khi mà đã đặt chân đến vòng chung kết của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai thì chắc chắn là bản thân Huy Hoàng mà cũng như ba bạn còn lại cũng sẽ đặt cho mình những cái mục tiêu, đó là giành được cho mình cái ngôi vị cao nhất, đó là ngôi vị quán quân. Và trong phần thi chung kết này thì Huy Hoàng cũng đã lựa chọn một bài hát mà cá nhân Huy Hoàng cảm thấy rất là yêu thích cái thế mạnh của mình về giọng hát, đó là cái sự tình cảm, cái sự mộc mạc. Với những sự cố gắng và với những sự quyết tâm của mình thì mình hy vọng tất cả quý vị sẽ cùng cổ vũ và cũng như là theo dõi mình để mình có thể tiến đến được cái ngôi vị cao nhất của chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau
lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi. Sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Suốt đời lam lũ thương lũy che làng bãi dâu bên nước, yêu tròn tình đời mặn hương cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.
Một tiết mục tràn đầy những cảm xúc đến từ giọng ca của Huy Hoàng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn phần trợ diễn của diễn viên Hồng Trang và vũ đoàn Hòa Bình đã giúp cho Huy Hoàng có được một tiết mục rất thành công. Xin mời ban giám khảo đưa ra phần nhận xét đánh giá. Xin mời giám khảo Hải Yến ạ. Rất là chúc mừng Huy Hoàng với bài Đất nước này. Có rất là nhiều đất để cho nghệ sĩ có thể thả cái cảm xúc của mình vào, khoe được giọng hát nội lực, khoe được kỹ thuật thanh nhạc. Nhưng mà ở trong màn thì chị hơi tiếc một chút xíu ở cái phần câu đầu tiên ý. Ngay sau cái tiếng đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, em đang bị hơi nhanh, hơi cuốn được cái phần đầu. Nếu mà nó chậm lại một tí thì nó sẽ lấy được cái cảm xúc của người nghe hơn. Khi mà em hát nhạc truyền thống hoặc là nhạc đỏ hoặc là nhạc tiền chiến ý, thì cái khẩu hình của em nó phải hoàn toàn khác với cái khẩu hình bây giờ. Thì cái âm lượng của em nó phát ra nó sẽ âm thanh nó hùng hồn hơn. Ngày hôm nay với một Huy Hoàng đã rất rất tiến bộ so với đêm trước mà chị Hải Yến chấm. Và chị chúc mừng em, bởi vì chị nghĩ nếu để là một bài mở màn thì em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Xin cảm ơn những lời nhận xét đánh giá đến từ giám khảo Hải Yến. Xin mời giám khảo Nguyễn Văn Trung ạ. Bản thân em mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc khi em biểu diễn bài hát này. Khi em hát bài hát này, bởi vì anh nghe từng câu từng chữ của em, nó như một cái lời kể chuyện. Giống như chị Hải Yến đã nói, anh không nghĩ là bắt buộc em phải mở khẩu hình lớn để mà em hát giống các anh, các chú ca sĩ đã từng hát bài hát này, mà em có thể hát với cái phong cách này, với tâm thế một người trẻ, với cảm xúc của một người trẻ khi nghe những câu chuyện đó. Tại vì nó sẽ không khắc nghiệt giống như những người đã tận mắt chứng kiến những cái thời khắc của đất nước. Mình nghe kể lại và mình vẫn cảm thấy tự hào đó. Và anh tin là cái cách hát của em nó cũng sẽ lan tỏa, nó cũng sẽ chạm đến những người trẻ, những bạn trẻ, để cho các bạn có thể yêu quê hương đất nước mình hơn. Đối với anh, ngày hôm nay em rất tuyệt vời. Em đã hoàn thành rất tốt bài hát này và em đã làm được nhiều điều mà anh đã mong đợi ở em. Đây là một tiết mục anh rất thích. Chúc mừng Huy Hoàng. Em góp ý thêm một chút xíu. Thật ra là giống như anh Trung nói, mình không nhất thiết là phải đoạn nào mình cũng như thế. Nhưng ý chị nói là em cần phải lắng nghe cái bản phối. Cái bản phối ở cái phần sau ấy, nó hoàn toàn nó được đẩy lên, đẩy lên cao trào. Mà đến cái giọng hát của mình, cái sự ăn xăm của mình với cái nội lực của cái bản phối nó sẽ hơi lệch. Ví dụ là có tới 4 cái điệp khúc lặp đi lặp lại như vậy, mình có thể sử dụng 2 điệp khúc với cái cách anh Trung nói, nhưng cái thứ ba chắc chắn là người nghe sẽ yêu cầu em một cái khác. Đấy cũng là một trong cái tư duy mà mình sắp xếp cái câu hát của mình trong một bài hát thôi, làm sao để tạo nên một cái dấu ấn. Nhưng mà tuy nhiên nói gì thì nói đi chăng nữa thì chị thấy ngày hôm nay em vẫn quá xuất sắc trong lòng chị rồi. Xin cảm ơn những lời động viên đến từ giám khảo Nguyễn Văn Trung. Cảm ơn chị Hải Yến. Xin mời ý kiến đến từ giám khảo Lâm Hùng ạ. Em là một người mà anh luôn đánh giá cao về ngoại hình và giọng hát. Anh nghĩ em với cái tuổi của em thì còn quá trẻ để mình phát huy trong thời gian tiếp theo. Anh nghĩ cái giọng của em về sau này sẽ là một cái giọng cũng rất là tuyệt vời nếu em biết nỗ lực. Ngày hôm nay anh rất đánh giá cao tiết mục của em. Anh chúc mừng em. Xin cảm ơn giám khảo Lâm Hùng rất nhiều. Cảm ơn ba vị giám khảo và một lần nữa chúc mừng cho Huy Hoàng đã hoàn thành tốt phần thi của mình. Sacos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta chào đón sự xuất hiện của thí sinh nữ duy nhất trong đêm chung kết hôm nay, đó chính là Mai Anh. Vâng, và lời nói đầu tiên thì cho phép Man xin được gửi lời chào tới anh MC, tới quý vị giám khảo, tới tất cả quý vị đang có mặt tại trường quay cũng như quý vị đang theo dõi chương em. Và tâm trạng của Man ngày hôm nay như thế nào ạ? Thực sự để nói về tâm trạng hiện tại của Man thì Man đang rất là hào hứng và xen một chút hồi hộp. Và trong đêm nay Mai Anh sẽ sử dụng ca khúc nào để thể hiện tài năng của chính mình? Tới với đêm chung kết ngày hôm nay thì Man sẽ hát một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, được mang tên Cha và Con Gái. Oh. Chúc cho Man thật là nhiều may mắn và thành công. Và xin mời quý vị vỗ tay lớn hơn nữa để cổ vũ cho Man. Để có được phần trình diễn tốt nhất trong đêm chung kết thì Man đã tập luyện cùng với cô giáo Thanh Lan rất là nhiều. Hai cô trò cùng nhau xây dựng nên một cấu trúc bài hoàn chỉnh nhất và theo mạch cảm xúc tốt nhất. Bởi vì ba em chỉ có mình em là con gái thôi. Và khi mà em được lựa chọn ca khúc Cha và Con Gái để trình diễn trong đêm chung kết của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 thì em cảm thấy ca khúc này mình có thể dùng nó giống như là câu chuyện của chính mình và người cha của mình.
em cảm thấy em rất là may mắn khi mà em có một người ba rất là yêu thương em. Em không được ở với ba cũng đã 5 năm hơn rồi, bởi vì là ba em xa xứ để lao động và kiếm sống nuôi gia đình. Ba ơi, con sẽ cố gắng hết sức để có thể giành chiến thắng, để coi như đó là một món quà lớn nhất dành tặng cho ba. Chuyện ngày xưa chẳng còn ai, cứ mỗi thứ
cả những ấm áp cho con bao ngày qua. Chỉ vì con cha hy sinh cả cuộc đời. Vì sao bão gian lao kia cha không bao giờ kể. Vì sao những nỗi mất mát cha chỉ giữ mãi riêng mình. Cả tuổi thơ con bên cha nhưng chẳng thấy được nước mắt cùng nỗi đau và những nỗi buồn. Những câu chuyện chỉ đong đầy tiếng cha cười. Con muốn lại gần ôm lấy cha, muốn tựa vào vai của cha. Con muốn nắm lấy tay cha thật chặt, những vết chai dần đã hằn sâu. Kính thưa quý vị, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rất thành công và nổi tiếng với ca khúc Nhật ký của mẹ. Nhưng bên cạnh đó, những ca khúc về chủ đề gia đình như cha và con gái cũng đã lấy đi rất nhiều nước mắt đến từ quý vị khán giả yêu nhạc. Và ngày hôm nay, Ma Anh cũng đã rất thành công và đầy cảm xúc với phần sự diễn của Vũ đoàn Hòa Bình, với một phần dàn dựng mà khiến cho rất nhiều quý vị khán giả và thậm chí là ekip sản xuất chúng tôi cảm thấy rất đồng đầy những sự xúc động. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là cảm xúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi mà Hoài Đã Bơ thấy anh cũng phải long lanh đôi mắt của mình khi lắng nghe ca khúc này. Anh không biết tại sao mai anh lại chọn bài hát này cho hôm nay. Nó trùng hợp ở chỗ là hôm nay cũng là cái ngày mà anh biết được cái tin là con gái nuôi của anh sẽ được qua đoàn tụ với mẹ ruột của bé ở bên Úc sau 12 năm anh nuôi bé. 12 năm mẹ bé ở bên Úc là 12 năm anh ở đây trông con từ ngày con lớn lên. Anh dắt con đi hát, anh dắt con đi thi, anh chở con đi học. Anh nhìn nó từ một đứa nhỏ rất dễ thương đến bây giờ là nó đã một thiếu niên, một bé gái. Và bây giờ nghĩ đến cái việc mà một ngày anh sẽ ra, anh không còn nhìn thấy nó ở bên cạnh mình. Vỗ tay cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, một người cha rất là yêu thương con của mình. Cảm ơn mấy anh vì đã thể hiện bài hát này rất cảm xúc. Cái điều làm anh buồn hơn nữa là đến năm lớp 9 nó mới đi. Có nghĩa là năm nay anh phải đóng thêm học phí nó thêm một năm nữa. Rất là vui tính dễ thương. Chúc mừng mẹ anh về tiết mục này. Anh xin phép tiết mục này anh không nhận xét bởi vì nó rất là cảm xúc với anh. Dạ vâng ạ, là một sáng tác của chính anh nữa. Thôi thì bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ dành đôi phút để cho Mai Anh trả lời câu hỏi vừa rồi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Vì sao ngày hôm nay bạn lại lựa chọn ca khúc này? Tình cảm gia đình đối với em là thứ rất là thiêng liêng và cực kỳ quan trọng nhất trong cuộc đời của em. Và em đã nghe ca khúc Cha và Con Gái hồi còn học cấp 3. Thì em rất là mong muốn một ngày nào đó em sẽ thể hiện ca khúc này để ba mẹ em có thể lắng nghe được giọng ca của em, đặc biệt là gửi tới cho ba em, bởi vì là em đã xa ba cũng 5 năm hơn rồi và xa quê sang nước ngoài để có thể mong muốn là lao động và mong muốn là trang trải cho gia đình có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và 5 năm rồi em đã không được gặp ba. Mai Anh nhớ ba nhiều lắm đúng không? Dạ. Và ngày hôm nay em muốn hát ca khúc Cha và Con Gái trong phần thi đặc biệt quan trọng này cũng giống như là một món quà dành tặng cho ba. Con yêu ba rất là nhiều và con mong ba ở bên nước ngoài ba luôn khỏe mạnh và sớm
trở về với tụi con, với mẹ và con và các em. Cảm ơn Mai Anh đã chia sẻ câu chuyện của chính mình, của gia đình mình. Và hy vọng là bác trai cũng theo dõi đêm chung kết ngày hôm nay cũng sẽ rất tự hào vì người con gái rất là tài năng và đang tỏa sáng trên sân khấu này. Xin mời giám khảo Lâm Hùng ạ. Cảm ơn em đã thể hiện một bài hát rất hay. Anh đánh giá cao em rất cao từ những vòng đầu anh được góp mặt trong chương trình Tỏa Sáng Ước Mơ. Anh nghĩ là với giọng hát của em và phong cách của em, anh luôn đánh giá cao và anh mong rằng một ngày nào đó em sẽ là một ca sĩ, một đồng nghiệp của anh. Còn riêng bài hát Cha và Con Gái này, có lẽ đó lúc đó là cảm xúc của em dâng trào quá, cho nên cái giọng của em á, lúc mà lên cao đó, tức là em thả hết vào cái bài hát đó, thay vì mình nén lại một chút xíu để cho cái cảm xúc nó nhẹ nhàng hơn đó, thì anh chỉ có chút xíu đó thôi. Còn tất cả những cái gì trong bài hát này, anh rất là chúc mừng em. Xin cảm ơn giám khảo Lâm Hùng ạ. Xin mời giám khảo Hải Yến. Khi nãy thì Mai Anh có nói Mai Anh muốn đây là một món quà dành tặng cho ba, thì chắc hẳn là ba của em sẽ rất vui. Khi mà chị nghe em hát, chị biết em đặt để rất nhiều tâm trạng và cảm xúc của em vào bài hát này. Từng ánh mắt, từng cử chỉ, lẫn cả cái âm thanh nó phát ra, thì chị biết em đặt để rất nhiều vào đấy. Nhưng mà tuy nhiên cũng giống như anh Hùng nói, chị sẽ nói kỹ hơn thêm một chút. Đầu tiên chị đang thấy là cái tông em chọn là hơi thấp so với giọng hát của em. Thì ở những cái phần mà điệp khúc ấy, khi mà em đặt để cái cảm xúc của em vào nhiều ấy, thì nó sẽ bị cứng. Và nếu như vậy với cái tần suất dài ấy, thì nó sẽ làm cho người nghe sẽ cảm giác hơi mệt. Đặc biệt là những phần điệp khúc nó sẽ cảm giác hơi mệt. Nếu như mà nó được đẩy lên cao hơn khoảng độ một tông hoặc là một nửa thôi thì nó sẽ sáng hơn. Riêng Mai Anh chị đánh giá em là một người rất thông minh. Thông minh cả cách nói chuyện, thông minh cả cách em sắp xếp bài, thông minh cả cái cách em hát một bài hát. Giọng hát của em ấy nó đủ để có thể em làm mọi thứ em muốn trên sân khấu. Nhưng ngày hôm nay em bị cái cảm xúc của em chi phối khá nhiều. Nhưng dù sao, nếu với chị nó là một món quà cảm xúc thì nó thực sự chắc chắn sẽ chạm được đến cảm xúc của rất nhiều người bố, đặc biệt là những người xa gia đình giống như bố của em. Và chị cũng nhân dịp mà chương trình phát sóng thì chị cũng chúc rằng là bố con em sẽ sớm được đoàn tụ, và cũng chúc chú ở nơi phương xa làm việc thật là hiệu quả, và chúc chú thật nhiều sức khỏe. Chúc mừng em. Dạ em cảm ơn anh chị ạ. Xin cảm ơn những lời động viên đến từ giám khảo Hải Yến rất nhiều. Chúc mừng bạn. Cảm ơn anh Hoàng. Kính thưa quý vị, cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai, chúng tôi rất tự hào khi đây là sân chơi rất ý nghĩa dành cho những bạn sinh viên để có thể thể hiện được niềm đam mê về nghệ thuật, về thanh nhạc, và đặc biệt tạo điều kiện cho các bạn trưởng thành qua từng ngày, qua từng tập phát sóng. Và một trong những thí sinh mà chúng tôi cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thử thách đó chính là Trọng Bằng. Xin chào Trọng Bằng. Rõ ràng một đêm thi chung kết khác biệt hoàn toàn so với những vòng thử thách, và bạn đã xuất hiện với một nụ cười rất tươi. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào trân trọng nhất đến ba người ban giám khảo và tất cả mọi người đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào nội gấp bơ. Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt với em. Với ngày đặc biệt này thì em tập luyện cũng rất là nhiều. Em quyết định chọn cho mình một ca khúc được mang tên là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, một sáng tác của nghệ sĩ Trần Lê Quỳnh. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta chờ đón với hình ảnh rất lãng tử, chất giọng rất trầm ấm của Trọng Bằng. Được đặt chân vào chung kết thì cảm xúc của mình rất là bối rối. Mình đã được may mắn bước vào đêm chung kết với những đối thủ thí sinh rất là mạnh. Ai cũng có cái bản sắc, màu sắc riêng của mình trong giọng hát. Thì lần này là bạn quyết định chọn ca khúc được mang tên Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh. Thế mạnh của bạn không phải là hát ra cảm xúc, mà bài hát này cần rất là nhiều cảm xúc, cũng như là phải đặt cả bản thân mình vào bài hát, kể lại cho tất cả mọi người nghe những cái câu chuyện về quá khứ, hồi ức, kỷ niệm của bản thân mình. Và bài hát này bằng tập luyện rất là nhiều, và với những cái ca từ cũng như là cái cách phát âm của những cái từ hát rất là khó, và bằng đã cố gắng vượt qua để sẵn sàng chiến đấu hết sức mình trong vòng đêm chung kết này. Rất mong tất cả quý vị khán giả cũng như là tất cả mọi người có thể ủng hộ cho bằng thật nhiều trong đêm chung kết này nhé.
dường như là vẫn thế. Em không trở lại và mãi là như thế. Anh không trẻ lại, dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong mẹ là ai. Như ngày hôm qua. Trở lại vào một ngày mai như hai người bạn, một ngày đã quên tất cả là nhớ về nhau cùng năm tháng còn âu thơ. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề, tự như ánh lửa dưới ấm lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Tình yêu đâu trôi xa giữa anh để lại, và nếu thuộc về nhau anh sẽ trở lại. Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa, tươi thắm như con đường. Dường như là vẫn thế không trở lại, và mãi là như thế anh không trẻ lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong mẹ là ai. Như ngày hôm qua. Của ngày hôm qua xa xôi tìm về lời thề, tựa như ánh lửa dưới ống lòng anh, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Vũ đoàn Hòa Bình đã giúp cho Trọng Bằng có được một tiết mục rất dễ thương đáng yêu, và ngày hôm nay Trọng Bằng rất là tự tin. Chúc mừng bạn. Và bây giờ xin mời giám khảo Lâm Hùng đưa ra phần nhận xét đánh giá dành cho Trọng Bằng ạ. Ngày hôm nay chúc mừng em chọn một bài hát rất hợp với em, và một cái tiết mục cảm thấy rất là yêu đời, rất là nhẹ nhàng. Ngày hôm nay em thể hiện tốt hơn những vòng trước mà anh đã gặp em. Anh chúc mừng em.
Và một điều nữa anh muốn nói em là hãy luôn nhớ ơn Tỏa Sáng Ước Mơ đã giúp cho em có được một đêm thật là tỏa sáng. Chúc mừng em. Cảm ơn Long Hùng. Xin cảm ơn giám khảo Long Hùng ạ. Xin mời giám khảo Hải Yến. Phải công nhận là cái giao diện của em á, kể cả lần trước lẫn lần này khi mấy chị chấm em, chị đều cảm thấy là ngập ngừng quá vậy. Thấy Hải Yến là chưa bao giờ ngập ngừng với hai bạn trước mà ngập ngừng với em. Đó là cái sự thu hút. Em nói ở đây em đẹp trai nhất, anh đẹp trai nhì á. Rất là thích cái bộ trang phục của em. Cái thứ hai là phải rất là cảm ơn chương trình, bởi vì là đã có một cái sân khấu rất là đẹp dành cho em. Với cái bài hát này á, nó sẽ có hai cái yếu tố, đó chính là khi nó đã là một bài hát quá quen thuộc rồi á thì mình sẽ rất là dễ lấy được lòng khán giả. Ở cái phần quay lại điệp khúc, cái câu thứ hai á, khi bắt đầu em vào cái điệp khúc một cái là chị cảm thấy chỗ đấy là hơi cứng. Nếu như cái kết của các bạn mà là một cái sự e ấp hơn, hoặc là một cái nhìn nhau rồi e ấp hơn thì chị nghĩ nó đẹp hơn. Đây, kết cậu ra như chụp ảnh hiệu úy ra trường cái cười. Yến ơi, mà theo anh nghĩ bây giờ phụ nữ bây giờ thích cái nét của đàn ông hơi lạnh lùng chút xíu, cho nên anh thấy bạn này lạnh lùng cũng đúng. Em phải công nhận là thích cái nét lạnh lùng mà phải hơi buồn cười nữa anh ạ. Buồn cười nữa hả? Không, anh thấy đẹp trai chứ buồn cười. Chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Hải Yến rất nhiều. Xin mời giám khảo Nguyễn Văn Trung ạ. Hôm nay sân khấu và mọi thứ giống như là đã được sắp đặt cho em, ngay từ bài hát cũng vậy nữa. Bài hát nó rất là hợp với lại chất giọng của em, cái thể hiện của em, cái chất giọng của em làm cho người ta có cái cảm giác như là em cũng là một người có một cái sự sâu sắc ở trong tâm hồn, nó đầy đặn, chất giọng em rất là cảm xúc. Và anh luôn đánh giá cao bằng, đối với anh á, bằng giống như là viên ngọc. Nếu mà em được mài dũa, em được chế tác thì em sẽ còn tỏa sáng hơn nữa. Chúc mừng bạn với màn trình diễn này. Cảm ơn anh. Xin cảm ơn giám khảo Huy Văn Trung. Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Sarcos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là phần trình diễn của thí sinh cuối cùng trong đêm chung kết hôm nay, đó chính là Viết Đông. Em xin được gửi lời chào trân trọng nhất đến ba vị ban giám khảo, anh Hoàng Rapper cùng với tất cả các vị khán giả đang ngồi ở đây cũng như là đang xem qua truyền hình. Ngày hôm nay tạo hình của bạn nhìn rất là lịch lãm, đơn giản. Vì sao bạn chọn trang phục như vậy? Đến với đêm chung kết ngày hôm nay thì em muốn em là chính em. Em là một viết đồng chân thật nhất và tình cảm nhất. Đến với đêm chung kết lần này em xin được chọn ca khúc Cơm Đoàn Viên, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Cơm Đoàn Viên. Nào xin mời quý vị cổ vũ cho Viết Đồng. Xin chào tất cả mọi người, mình cảm thấy rất là vui khi ngày hôm nay mình được đặt trong vòng top 4 cũng như là vòng chung kết của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2, và đó cũng là một trong những cái ước mơ của mình. Và đến với chung kết thì em cảm thấy cả ba thí sinh đều là những người rất mạnh, kể cả về giọng hát, về ngoại hình cũng như là kỹ năng trình diễn sân khấu. Và em cảm thấy mình cũng khá là nhiều thiếu sót. Và để thể hiện ca khúc lần này thì em đã phải luyện tập rất là chăm chỉ và đem hết cảm xúc mình vào ca khúc để làm sao có thể gửi đến cho mọi người một ca khúc ý nghĩa nhất. Và em mong là mọi người sau khi nghe ca khúc này sẽ cảm nhận được tình cảm cũng như là những cái lời mà những người xa quê không thể nào mà thổ lộ đối với gia đình mình. Thì em sẽ cố gắng hết sức để dành đến một cái tiết mục thật là ấn tượng, và mục tiêu mà em hướng đến cao nhất đó chính là ngôi vị quán quân của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Nhớ cha, nhớ cơm mẹ tôi, cả
cánh sao cổ quá. Ấy à à ơi ấy à, nhớ nơi ấy lắm. Ấy à ấy ơi, mà cô đơn làm chẳng bằng nhà ta. Xuân năm nay thiếu con rồi, cơm đoàn viên thiếu con. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện Tết đông đầy bữa cơm nghèo đoàn. Chút nhọc nhằn thấy cha nhưng biết đâu là mỗi xuân mẹ mỗi già. Ngờ sẽ gánh tay mẹ một chút vất vả nhưng biết đâu là chỉ thêm nặng vai cha. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện tên đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn, kẻ bon ba chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện tên đông đầy bữa cơm nghèo đoàn viên. Về bên nghe này mẹ. Alo Đồng ơi, Tết này ở trên đó ăn Tết một mình có buồn không con? Dạ không buồn mẹ ơi, còn có những người anh em luôn ăn ở chung với con mà. Ở trên đó con có bạn bè con đây nè, con không về quê Tết, ở nhà mình ông bà anh em đầy đủ này nha con. Tết này con ở trên đó con ăn Tết một mình, con cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Ăn uống đầy đủ nha con, đừng có bỏ bê sức khỏe mình nha con. Ở nhà mọi người đang mong đợi con lắm luôn á. Ráng sang năm về ăn Tết nha cha. Đây nè, ở nhà mình ông nội đang chờ đợi con này, em nè, em đã chờ con đó. Cố gắng về ăn Tết nha con. Ba con đây nè, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha con. Và đó chính là cơm đoàn viên, tiết mục dự thi của thí sinh Viết Đâu. Và chúng tôi xin cảm ơn tình cảm của rất nhiều thí sinh tài năng và xuất sắc của cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ đã tiến lên sân khấu để hỗ trợ về phần chuyên môn cũng như là tinh thần dành cho Viết Đồng. Và Viết Đồng xứng đáng với tình cảm này mà tất cả các bạn dành tặng cho Viết Đồng. Chúng tôi rất trân quý những tình cảm này mà các bạn dành cho nhau. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ sẽ là những lời nhận xét đánh giá đến từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Nguyễn Văn Trung ạ.
anh đánh giá em là một bạn thí sinh có năng lực. Anh rất vui vì Viết Đồng đã gọi là tự hoàn thiện mình qua từ số đầu tiên và có mặt trong cái đêm chung kết ngày hôm nay. Anh thấy được bên cạnh em có rất nhiều người yêu thương quý mến em, và những cái lời anh nhận xét sắp tới đây, anh hy vọng là nó sẽ giúp ích cho em trên cái con đường em đi sắp tới. Em phải tin vào bản thân của em. Em phải có một cái nguồn sức mạnh từ ở trong nội lực của em. Em phải mạnh dạn hơn, phải tự tin hơn nữa. Em phải thể hiện mình ra nhiều hơn nữa. Và mình hãy đi lên bằng chính cái nội lực của mình. Thì như vậy em mới đi được xa. Em mới đi được những cái bước dài hơn. Anh mong muốn thấy một Viết Đồng tự tin hơn. Không có yếu đuối như vậy hoài được. Có thể có những cái khoảnh khắc mình sẽ yếu đuối thôi. Có những khoảnh khắc mình chia sẻ cái cảm xúc mình với mọi người. Nhưng lúc nào anh cũng mong muốn thấy em sẽ trưởng thành hơn. Còn tiết mục ngày hôm nay, có thể sẽ rất nhiều bạn khán giả, rất nhiều người sẽ đồng cảm với cái cảm xúc mà em mang lại cho mọi người. Bởi vì những cái cảm xúc đó là những cảm xúc cần thiết, những cảm xúc rất đáng yêu. Anh chúc mừng Viết Đồng đã hoàn thành tiết mục của mình trong đêm chung kết này. Xin cảm ơn giám khảo Nguyễn Văn Trung. Xin mời giám khảo Hải Yến. Viết Đồng, Viết Đồng, trước khi mà em có cái vấn đề là có thể quên lời bài hát á, thì chị đã nhìn ánh mắt em ngay từ lúc đầu tiên bước ra sân khấu. Không phải khi em có chuyện thì chị mới nói đâu. Bởi vì trong cái ánh mắt của em á, nó chị ghi ở đây nó có một cái sự là không tập trung. Đây em ghi luôn đây, cái là không tập trung. Cái sự không tập trung nó sẽ là dẫn cho em đến cái việc là em vào ngay từ câu đầu tiên một cái mà chị chắc chắn cả anh cùng bên cạnh chị cũng giật mình chứ không nói là bất cứ ai. Chị nghĩ là có thể do bản phối nó khá khó, một nhịp 8 để vào ngay câu đầu tiên. Nên thành ra em đang bị rất căng thẳng ngay từ cái nốt nhạc đầu tiên. Nên cái âm em phát ra nó làm người ta giật mình ngay từ đầu tiên luôn. Cái tâm lý nó sẽ quyết định rất là nhiều cái hành động, với cả bất cứ thứ như chị nói, kể cả âm thanh mình phát ra ngoài á, thì nó cũng sẽ bị cứng ở cái phần sau xử lý của em. Mặc dù giọng hát của em rất hay, giọng hát em rất sáng, và cái âm vực của em hơn bạn Trọng Bằng một điểm là cái giọng em có cái độ dày. Giọng hát của em cũng hơn Huy Hoàng một cái điểm là cái độ sáng, và cái sức tỏa rộng của cái âm vòm giọng hát này của em cũng rộng hơn hai bạn đó luôn. Nhưng mà rõ ràng là ở cái bài này thứ chị nghĩ là cái yếu tố quan trọng nhất đấy chính là em chưa tập trung cho lắm, hoặc là có thể do cái bài hát nó làm em hơi căng thẳng. Và cái chị thấy rất vui là vì mùa 2 chị lại tiếp tục được gặp em, để thấy gì, để thấy một Viết Đồng không bỏ cuộc, để thấy một Viết Đồng luôn nỗ lực và cố gắng, và để thấy một Viết Đồng gì thay đổi. Viết Đồng của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 có mặt tại đêm chung kết đấy, đó đã là một sự thay đổi. Thì chị nghĩ không có cái yếu tố nào mà mình không thể thay đổi được. Chỉ có điều mình tìm ra cách và cố gắng nỗ lực để thay đổi từ cái gốc rễ của bản thân mình trước. Rồi sau đó mình sẽ có một cái con đường riêng cho nó. Với chị vẫn rất dành tình cảm cho em ở một cái khía cạnh nào đó. Và chị hy vọng rằng là sau cái sân khấu Tỏa Sáng Ước Mơ, em vẫn sẽ tiếp tục cái ước mơ của mình trên hành trình âm nhạc này. Hãy chăm chút cho nó, để ý cho nó, để tâm vào nó hơn, để nó được tỏa ra, được phát ra đẹp hơn, đẹp hơn tất cả những cái phiên bản Viết Đồng của trước đây. Chúc mừng em. Xin cảm ơn những lời căn dặn đến từ giám khảo Hải Yến. Xin mời giám khảo Lâm Hùng. Anh quý Viết Đồng, em có ý chí giống anh hồi xưa, nhưng may mắn hơn anh, em vào tới vòng chung kết của anh hồi xưa anh rớt cái vòng gửi xe. Hai vị ban giám khảo đã nhận xét về chuyên môn cho em rồi. Anh thì anh chỉ nhận xét về em là em còn quá trẻ để tỏa sáng những cái khả năng của mình. Nếu mà em có ý chí thì anh nghĩ một thời gian nữa em sẽ rất là thành công. Anh hy vọng là sẽ được gặp em ở một cái sân khấu và chúng ta là đồng nghiệp. Cảm ơn em. Xin cảm ơn sự quan tâm của ban giám khảo đã dành cho Viết Đồng, để mong muốn bạn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp và bản lĩnh nhiều hơn nữa. Ngày hôm nay Viết Đồng đến đây tham gia dự thi, bạn có được sự đồng hành của gia đình đúng không ạ? Dạ. Ai nào? Dạ cả gia đình em. Cả gia đình luôn ạ, đúng không ạ? Dạ con chào cô. Và bây giờ cô có thể chia sẻ đôi điều để căn dặn Viết Đồng và động viên bạn ấy sẽ tự tin hơn nữa không ạ? Dạ, chào tất cả mọi người trong khán phòng. Cháu ơi, cứ cố gắng đi. Mình không có gì gọi là lo sợ. Tương lai của cháu còn rất dài. Dạ, xin cảm ơn gia đình mình rất nhiều đã dành thời gian quý báu để đến đây cổ vũ tinh thần cho các thí sinh và đặc biệt là Viết Đồng. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, như vậy là không khí căng thẳng, kịch tính dành cho 4 tiết mục dự thi trong đêm chung kết ngày hôm nay cũng đã khép lại. Ngay sau đây, Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ 2. Kính mời quý vị, chúng ta tận hưởng không khí, đón một năm mới tràn đầy những niềm vui, hạnh phúc, thành công, rực rỡ với ca khúc Mùa Xuân Ơi sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, với phần trình bày, trình diễn của rất nhiều ngôi sao tỏa sáng cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ.
xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vừa ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chim hót ơi chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh én bay về cho tim mình ngao đứt. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những cánh bay bay chào mừng xuân xa. Nghe âm vang đôi con chúc yên lành. Chào một mùa xuân mới, xuân xuân ơi xuân đã về. Kính chúc mọi người và mọi điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào. Kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Đợt tuần này có vui không cả nhà ơi? Yeah! Chúc mừng năm mới 2024, đưa những ước bay này bay đi xa, cùng với anh em ngồi đây hò la, cực cần viết được đây ô la. Thôi cái nhà ngay à Sapa, một cái biệt thự gọi là Villa. Anh em đêm nay cùng nhau Sofa ba 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 Ratata. Nhân đông đầy dân xuân vầy, sức khỏe tôi như đông đầy. Quần áo mới bay về nơi này, lên xì đó thế tài luôn đầy. Tết ấm no bốn phương vạn người, chúc tình yêu mười phương vạn người. Học trò ngoan luôn được điểm mười, năm cũ qua năm mới luôn cười, năm mới luôn cười. Xuân xuân ơi xuân đã về, có đôi vui nào vừa ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúng ta thưa chào đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, tiếng em hãy về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những năm mai mang chào mừng xuân sang. Nghe âm vang và công chúc yên lành, đất nước Trung Hoa vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người có mọi điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào. Kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Nghe âm vang và có chút yên lành, đất nước Trung Hoa yên ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người có mọi điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào. Kính chúc mọi nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân ơi xuân đã về, xuân xuân ơi xuân đã về. Sacos hân hạnh đồng hành tài trợ cùng chương trình. Xin cảm ơn những thí sinh tài năng của Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai đã dành tặng cho tất cả quý vị khán giả một tiết mục đầy tươi vui mùa xuân ơi, sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta đến với giây phút cực kỳ hồi hộp, đó chính là giây phút Hoài Rapper được chia sẻ và tiết lộ kết quả cuối cùng của đêm thi chung kết xếp hạng ngày hôm nay cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Nhưng trước tiên, chúng tôi sẽ nói lời chúc mừng đến với thí sinh có được phần thưởng, thí sinh được yêu thích nhất qua những lượt bình chọn của quý vị khán giả trên fanpage của cuộc thi. Và xin được chúc mừng cho thí sinh có được số lượt tương tác là 28.000 và số lượt chia sẻ được nhân hệ số 3 là 4.923. Tổng điểm của bạn có được là 42.769 điểm. Giải thưởng thí sinh được yêu thích nhất cuộc thi đã thuộc về thí sinh Thanh Thanh. Xin mời Thanh Thanh tiến lên sân khấu để nhận giải. Và ngay sau đây chúng tôi xin rộng kính mời quý đại biểu sẽ tiến lên sân khấu để trao giải thí sinh được yêu thích nhất dành cho Thanh Thanh. Xin kính mời bà Trần Thị Kim Ngân, đại diện cho thương hiệu thời trang Juro. Và xin kính mời giám đốc âm nhạc Thanh Lan sẽ tiến lên sân khấu. Và bây giờ thì giám đốc âm nhạc Thanh Lan sẽ trao hoa và nói lời chúc mừng đến với thí sinh Thanh Thanh. Và bà Kim Ngân sẽ đại diện cho chương trình tặng những phiếu quà tặng dành cho Thanh Thanh. Đó chính là phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu mỹ phẩm Tananto và phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng đến từ công ty cổ phần thời trang Chiro. Chúc mừng Thanh Thanh, một trong những thí sinh rất tài năng và nỗ lực hết mình với những vòng thi thử thách cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin cảm ơn phần trao quà đến từ quý đại biểu.
Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự quay trở lại sân khấu của top 4 thí sinh xuất sắc nhất trong đêm chung kết xếp hạng Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Xin được chào đón các thí sinh Huy Hoàng, Mai Anh, Trọng Bằng và Huyết Đầu. Không còn là áp lực của những bài hát, những phần trình diễn nữa, mà là áp lực của kết quả. Và dù cho kết quả ra sao, các bạn hãy luôn tự hào mình nằm trong top 4 của mùa thứ 2 Tỏa Sáng Ước Mơ. Và chúng ta đã cố gắng hết sức mình qua từng vòng thử thách, và đặc biệt trưởng thành hơn nữa, bản lĩnh hơn nữa qua những lời đóng góp ý kiến đến từ ban giám khảo. Chúng tôi sẽ được công bố thí sinh giải tư ngày hôm nay là 93 điểm tròn. Thí sinh đạt được giải tư trong đêm chung kết xếp hạng là thí sinh Việt Đâu. Xin chúc mừng Việt Đâu với giải tư của cuộc thi. Xin kính mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung tiến lên sân khấu. Và xin trực trân trọng kính mời ông Hồ Hoàng Thám, giám đốc điều hành hệ thống nhà hàng chay Bà Xã, sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải tư dành cho thí sinh Viết Đồng. Giải tư ngày hôm nay dành cho Viết Đồng có giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng đến từ nhà tài trợ chính Sacos và lì ba lô túi sách cao cấp thương hiệu Mỹ, phiếu quà tặng mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Tenanto, phiếu quà tặng thời trang đến từ công ty cổ phần thời trang Chiro và phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã. Một tràng pháo tay chúc mừng Viết Đồng. Cảm ơn ông Hồ Hoàng Thám và cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Kính mời quý đại biểu chúng ta quay trở lại với vị trí danh dự của mình. Và ngay sau đây sẽ là kết quả vị trí về 3 ngày hôm nay. Là thí sinh có được số điểm trung bình đến từ 3 vị giám khảo chỉ hơn Viết Đồng 0,3 điểm mà thôi. Đó là số điểm 93,3 điểm. Và giải 3 cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ 2 đã thuộc về thí sinh Huy Hoàng. Xin chúc mừng Huy Hoàng. Kính mời giám đốc âm nhạc Thanh Lan và kính mời ca sĩ Lâm Hùng sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải 3 dành cho Huy Hoàng. Thí sinh Huy Hoàng với giải 3 sẽ nhận được tổng giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các quà tặng đến từ nhà tài trợ chính Sacos và lì ba lô túi xách cao cấp thương hiệu Mỹ, phiếu quà tặng mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Tenanto, phiếu quà tặng thời trang đến từ công ty cổ phần thời trang Chiro và phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã. Một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho Huy Hoàng. Xin cảm ơn phần trao quà đến từ anh Lâm Hùng và chị Thanh Lan. Kính mời anh chị quay trở lại với vị trí danh dự của mình. Và như vậy, chúng ta vẫn còn hai vị trí cao nhất vẫn chưa được tiết lộ. Và hai tài năng trẻ đang đứng tại trung tâm của sân khấu rất xứng đáng với những vị trí cao này. Đã có được những điểm số rất cao không chỉ của tuần này, mà là một chặng đường dài. Các bạn học hỏi được rất nhiều kiến thức hay đến từ quý thầy cô, ban giám khảo và đơn vị sản xuất. Và đêm nay, chúng tôi sẽ vinh danh thí sinh có được ngôi vị quán quân cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2. Thí sinh giành được giải Á quân của cuộc thi về nhì có được điểm trung bình đến từ 3 vị giám khảo là 95,7 điểm. Và thí sinh có được số điểm cao nhất ngày hôm nay giành được ngôi vị quán quân là 96,3 điểm. Hai bạn chênh nhau với số điểm rất sát sao. Và ngay sau đây sẽ là phần công bố ngôi vị quán quân về nhất cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ 2. Đã thuộc về thí sinh. Ai ủng hộ Mai Anh thì vỗ tay lên nào. Ai ủng hộ Trọng Bằng vỗ tay lên nào. Và thí sinh rất xứng đáng với ngôi vị quán quân của đêm nay. Với phong độ rất tuyệt vời. Đó chính là thí sinh Trọng Bằng. Rất tuyệt vời.
cũng đừng quên dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng ngôi vị Á quân về nhì, người đẹp thí sinh tài năng Mai Anh. Quá tuyệt vời, rất bùng nổ những cảm xúc đến từ các thí sinh. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được đến với phần trao giải Á quân về nhì dành cho thí sinh Mai Anh. Xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Giám đốc truyền thông công ty truyền thông Bi, và kính mời nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải nhì dành cho Mai Anh. Ngày hôm nay, thí sinh Mai Anh với giải Á quân có được tổng giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng bao gồm tiền mặt và quà tặng đến từ nhà tài trợ chính Sarcos và Libalo túi sách cao cấp thương hiệu Mỹ, và phiếu quà tặng mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Tananto, cùng với phiếu quà tặng thời trang đến từ công ty cổ phần thời trang Chiro và phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã. Xin được chúc mừng cho Mai Anh. Xin cảm ơn phần trao quà đến từ bà Thanh Thảo và nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Và ngay sau đây sẽ là phần trao giải nhất giải quán quân cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa 2 dành cho Trọng Bằng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến lên sân khấu ông Lê Văn Phúc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sarcos, và trân trọng kính mời ca sĩ, giám khảo Nguyễn Hải Yến sẽ tiến lên sân khấu để trao tặng giải quán quân dành cho thí sinh Trọng Bằng. Và đêm chung kết ngày hôm nay, thí sinh Trọng Bằng nhận được tổng giá trị giải thưởng cao nhất trị giá 50 triệu đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng đến từ nhà tài trợ chính Sarcos và Libalo túi sách cao cấp thương hiệu Mỹ, phiếu quà tặng mỹ phẩm đến từ thương hiệu mỹ phẩm Tananto, phiếu quà tặng thời trang đến từ công ty cổ phần thời trang Chiro và phiếu quà tặng ẩm thực đến từ hệ thống nhà hàng chay Bà Xã. Đó chính là những phần quà rất ý nghĩa đến từ các đơn vị đồng hành dành cho Trọng Bằng. Nhưng bây giờ sẽ là niềm tự hào dành cho chính bạn trong cuộc thi Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai, chính là chiếc cúp của ngôi vị quán quân. Kính mời ông Lê Văn Phúc sẽ trao tặng chiếc cúp này dành cho Trọng Bằng. Và giây phút này đây, hãy cùng nhau với chúng tôi chào đón giây phút đăng quang của Trọng Bằng. Xin chúc mừng Trọng Bằng, thí sinh có được số điểm cao nhất trong đêm thi chung kết xếp hạng cuộc thi âm nhạc Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai. Và chúc cho bạn sẽ giữ vững được phong độ một mình và bên cạnh đó gặt hái được nhiều thành công với niềm đam mê nghệ thuật, và hãy luôn tỏa sáng với những ước mơ mà mình muốn chinh phục. Xin cảm ơn phần trao quà đến từ giám khảo và quý đại biểu. Và ngay sau đây, kính mời những giám khảo còn lại và giám đốc âm nhạc Thanh Lan sẽ tiến lên sân khấu cùng với sự đại diện của rất nhiều đơn vị đã đồng hành sẽ tiến lên sân khấu để nói lời chúc mừng với top 4 thí sinh xuất sắc của chúng tôi trong đêm nay. Thưa quý vị, như vậy là Tỏa Sáng Ước Mơ mùa thứ hai đã khép lại với sự thành công rực rỡ và tình cảm của các đơn vị đồng hành, và đặc biệt là quý vị khán giả đã luôn ủng hộ tinh thần dành cho các thí sinh tài năng của chúng tôi. Chúng tôi trân trọng cảm ơn nhà tài trợ chính Sarcos và Libalo túi sách cao cấp thương hiệu Mỹ. Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đơn vị đồng hành đã tài trợ rất nhiều phần quà tặng ý nghĩa dành cho các thí sinh, đó chính là hệ thống nhà hàng chay Bà Xã, thương hiệu mỹ phẩm Tananto, thương hiệu thời trang Chiro rất nhiều. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi, và xin kính mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Tỏa Sáng Ước Mơ mùa tiếp theo quý vị nhé. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào mùa sau.